Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi tối ngày hôm nay ha. Hiện tại thì chiếc xe màn hình của mình là một chiếc xe bản số 79A01570 này. Em sẽ review và hiện tại là giá thành này là em không báo giá trên cung đường về cho cô chú và anh chị ha. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của mình có một buổi tối thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống ha. Đây thì em đang đậu ở một quán cà phê thì cái ánh sáng nó không được đẹp như là ban ngày, tại vì video này em đang đi công chuyện ở Sài Gòn thì em quay buổi tối cho anh chị cùng tham khảo ha. Tên nó là Kia Spectra sản xuất đời 2003. Với phiên bản là một máy là 1.6 thì con này là full xăng điện tử chạy thì cũng khá là lợi xăng nha cô chú và anh chị. Xe này thì bản số đang đeo là bản số ở Nha Trang 79-01570. Quý anh chị cô chú nào muốn thiện chí sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em để trực tiếp biết giá, em không báo giá trực tiếp trên kênh nha. Nước sơn con xe này thì nước sơn màu trắng, nói chung là em nó là cũng khá là sạch sẽ anh chị ha. Đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len sờ ben thì không có gọi là đẹp được. Con xe này một phân khúc số tiền thì cũng rất là rẻ thôi. Đó, anh chị nào yêu thương thì điện thoại cho em qua số điện thoại đó là 0968222220 để trực tiếp em báo giá ha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12 năm 2022. Xe thì đã được dán phin cách nhiệt và lên 4 vè che mưa. Tắp bi tắp lô của em nó khá là sạch sẽ anh chị ha, rất đẹp. Đây, ban đêm mà như vậy thì anh chị thấy ban ngày nó như thế nào ha. Xe này thì nội thất bên trong của em nó thì bọc một lớp ghế màu nâu đen. Xe thì có hỗ trợ một màn hình camera gear và một camera hành trình. Tắp bi tắp lô đây anh chị. Đây, rất ok, Kia Spectra, form dáng rất là xinh xắn. Giờ thao, đi chân người lên đi xuống đây. 4 tắp bi, đây keo chỉnh ở đây. Có chỗ này thì em nó là theo 5 tháng thì lâu quá thì em nó bị rụng tí anh chị ha. Đây, những nút đinh tán nhà sản xuất là còn hết luôn. Đây, giờ thao, keo cột đây. Đây là trụ B. Nó quay ban đêm thôi mà em nó cũng còn mướt mắt như vậy anh chị thấy không? Đây, 4 cái tắp bi cửa nè cô chú anh chị. Đấy. Chỗ này thì chỉ nó bị mất hết một khúc này nha anh chị nha. Đây, mất hết một khúc đây. Chỗ này còn ha. Đó, những nút đinh tán xuất là vẫn còn đinh bấm đây. 4 tắp bi thì nhìn cũng rất là sạch sẽ ha. Vân viết được nổi còn rất là ok, ngon lành cành đào. Nội thất thì cũng sạch sẽ. Sàn bọng thì đã một tấm chống chân trượt ha. Trần bọng thì lớp nỉ zin và có bọc ni lông, khá là ok anh chị ha. 4 cái vỏ của em nó thì còn chung chung coi như là đánh đồng luôn anh chị ha, đồng luôn là còn được 60%. Ga lăng đúc anh chị thấy không? Học về nó đây, gầm bẹ. Đây, mời anh chị đeo em kiểm tra về dàn gầm coi em nó có mục mọt không nha. Đó, gầm này thì khá là ok nha cô chú và anh chị. Anh chị thấy không? Gầm bẹ nè. Rất đẹp. Đấy. Anh chị thấy không? Gầm rất ok cô chú. Rất đẹp. Rồi bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về hệ thống một chút xíu ở bên cửa bên tay và em sẽ đến cho anh chị về cái mặt máy á. Đây, 4 cái tắp bi nè anh chị thấy không? Rất ok ha. Cửa nẻo đóng hít bịch bịch. Đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất, keo chỉ là còn nguyên hết, những nút đinh tán xuất là còn hết anh chị ha. Thì những dấu hiệu này chiếc xe của mình không bị cứng đụng vô trong xương hơn sầu nha anh chị nha. Keo cột trụ B của trụ A của em nó cũng còn rất là ok ha. Đem xin nhà sản xuất vẫn còn luôn. Đây anh chị, hợp thì chân đi lên đi xuống đây. Nách cửa của em ở đây, bản lề nè, còn hết ha. Để đỡ giùm cái nắp capo luôn. Bước vào hệ thống bên trong xe thì em nó thiết kế kiểu là vô lăng 4 chấu logo của Kia, mặt đồng hồ rất là sáng. Xe thì có hỗ trợ một camera hành trình và một cái màn hình nghe nhạc giải trí và một camera lùi, máy lạnh rồi rất là ok nha cô chú và anh chị. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho anh chị cùng tham khảo ha. Đó, tay lái thì tay lái trợ lực. Xe này là cái bầu bô của em nó đang bị bể cái bô nên anh chị lấy thì em hàng lại cho ha, nó nổ hơi to. Đó, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con là điệu ha. Anh chị thấy không? Gặt mưa gặt nắng nè. Ok chưa? Xi nhan nè. Máy lạnh thì bao sâu rồi. 4 kính chỉnh điện nha cô chú và anh chị. 4 gương chỉnh điện. Đây. 4 gương chỉnh điện. Nhìn thấy không? Cửa nẻo nè, đóng rồi, rất là ok. Và đây là với một khoang máy của em nó. Đây. Đèn bọng thì tối rất là sáng.
em nó có hỗ trợ thêm hai cái đèn bi nhỏ ở đây nữa, đây hai bên. Đấy, xe thì có chỗ này có nước sơn, chỗ này nó bị chóc một miếng cái cản trước anh chị ha. Đây máy móc đây anh chị, máy móc rất khô ráo và sạch sẽ ha. Yeah. Đó, anh chị nào lấy thì chỉ cần vệ sinh lại cái máy thôi là sạch sẽ rồi. Đây keo chỉ nè, nắp capo còn hết. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống dàn gầm ở bên tài gầm bè em ở đây anh chị. Nếu là cô chú anh chị nào thích sở hữu chiếc Kia Sportage sản xuất đời 2003 này, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, máy lạnh có ha, ok. Nói chung là mọi chức năng đang hoạt động rất là trơn tru. Thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0798222220 để em hỗ trợ và tư vấn một cái giá cực kỳ hấp dẫn đang trên cung đường về ha. Và đồng hành với em thì hôm nay em đi em dùng chiếc xe Ford Laser với số tiền là 85 triệu đồng này. Bản số đang đeo thì xe này hồi đó em có review chi tiết của chiếc xe này rồi. Thì em đang đồng hành với em, đang có mặt tại ở Sài Gòn, đang đồng hành em dùng để em đi công việc. Xe thì bản này là bản 1.8, gọi là bản đủ nha anh chị nha. Tắp bi tắp lô khá là ok luôn. Đó, anh chị thấy không, 4 ghế nị. Con xe này em công khai giá là 95 triệu đồng ha. Xe này có túi khí nha, thắng ABS nha anh chị nha. Đồng sơn si, nội thất khá là sạch sẽ ha. Này anh chị, đấy, xe công vụ thì đồ lính khỉnh trên xe hết, quăng tứ tung. Anh nhìn thấy không? Cắp bi nè. Bốn cái vỏ em nó cũng còn được coi như là 6-70%. Ga lăng đúc, nước sơn màu xanh. Rất là đẹp, xe này cũng mới vừa, em cũng mới vừa cho dặm tút và mới đánh bắp lại. Thì hiện tại là đang đi công việc ở dưới Sài Gòn thì em nó hơi dơ một chút xíu. Thì cô chú anh chị nào thích sở hữu hai chiếc xe này thì sáng ngày mai em sẽ chạy con xe này lại về lại thành phố Lâm Đồng. Thì em sẽ đi ngang qua là Biên Hòa ha, Dầu Dây rồi Phương Lâm vân vân. Thì anh chị nào thiện chí trên cung đường về thì cứ xin vui lòng alo cho em với sở hữu là 95 triệu đồng cho cô chú và anh chị sở hữu chiếc xe Ford Laser này ha. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh và hết lệnh thần em một like trong buổi tối ngày hôm nay. À, còn chiếc xe này thì em đang giấu giá ha. Anh chị nào muốn biết giá công khai thì cứ điện thoại cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để trực tiếp biết giá nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình một buổi tối thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn ha.